Dạ Vườn Mai Trúc Chè Bông xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu với chúng ta một cái lô mai giảo siêu nụ tầm trung nha. Thì nói chung hôm đó nay thì em có rất là nhiều lô giảo siêu nụ cả nhà. Thì em vừa có một cái lô thì chúng ta 125 em giảm còn 100.000 ha. Thì hôm nay cũng khách rất là nhiều khách hỏi em là cái siêu nụ tầm trung để chơi Tết. Thì em xin được giới thiệu với cả nhà một cái lô này nha. Nói chung là đã vô dây chỉnh sửa cả nhà, thì cây nó đã thành phẩm rồi, loại này về chúng ta chơi Tết ok luôn nha. Thì loại giảo siêu nụ thì mọi người đã biết rồi, hoa của nó là 8 đến 12 cánh bông chùm ha. Hoa của nó màu vàng tươi rất là đẹp. Một xíu nữa em đi dài tới nếu có hoa thì em sẽ cho mọi người mình xem mặt hoa nha. À và bây giờ là chi tiết cây nha cả nhà. Đây, cây thì nói chung là rễ thì tất cả đều đã được xử lý đế nha. Đó, đây, cái chọt nè, cái chọt ghép của nó nè, là cái gốc của nó là bằng ngón tay tỏ của em nè cả nhà. Có cái thì lớn hơn ha. Còn nụ thì khỏi phải chơi, bởi vì siêu nụ cho nên cả nhà đừng quan tâm nụ nha. Nụ của nó là nó đeo đặc hết nè cả nhà. À, rất là nhiều luôn nha. Rồi về chiều cao của cây thì em đo từ mặt chậu tới lên là 1 gang nè, 2 gang tay. Hơn, nói chung là từ 40 cho đến 45cm nha cả nhà. Cây cành nhánh thì nó đã xum xuê hết như thế này đây. Đó, đây quay tổng thể cây cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, đây, tới đây nè, cả nhà nhìn thấy nè, đã vô dây chỉnh sửa như thế này ha. Giờ chúng ta không cần làm gì thêm, Tết nay thì chúng ta chỉ chơi hoa thôi, thì tháo những cái sợi dây này ra nha. Rồi đây, về bộ đế cả nhà. Đế này thì tương đối đẹp nha, đủ kiểu nha cả nhà, liền cốt được khoảng 90% đi lên hết rồi ha. Gốc nè cả nhà nhìn thấy tuyệt vời chưa, nó cái rễ nè to rất là to luôn nha. Cành nhánh như thế này đây, cây nào thì cũng tầm khoảng 2 gang tay của em, hơn một chút xíu thì từ 40 cho đến 45, nói chung tầm khoảng 40 đó cả nhà. Thì có những cây nó lùng lực hơn nha, đó mà nụ nó dữ dằn luôn nè cả nhà nhìn nè. Trời trời trời, cây này cả nhà ghê không, nụ khiếp không, rễ thì có rễ tổ chim ha. Đây chiều cao nha. Có cây thì cũng 38 nha cả nhà. Từ 38 cho đến 45, những cây lùng lực tròn như thế này. Thì nói chung chúng ta thích như thế nào thì cứ nói, với chiều cao thì bên tụi em sẽ lựa nha. Bởi vì có những người thì thích lùng lực ha. Lùng lực thì cây nó tròn, nó tầm khoảng 38, 2 gang tay của em á. Thì đó thì giá là 200.000 một cây nha. Nếu chúng ta lấy 4 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển. Và có một cái chương trình khuyến mãi bên Vườn Mai nhà em, đó chính là 10 cây tặng 1 nha. Đó cả nhà, nụ nè, khiếp không? Ồ, cái lô này rễ tuyệt vời nha, tổ chim cả nhà. Cái này chúng ta nếu mà nuôi lâu ngày thì những cái này nè nó sẽ nở củ ra rất là đẹp luôn nha. Chiều cao cây này nữa đây, cũng 2 gang tay, nhích một chút xíu ha. Thì tầm khoảng 38 cho đến 45 nha. Đó. Cây thì cành nhánh nó xum xuê lắm nha cả nhà. Đó, đây. Ồ, quá trời tuyệt vời luôn nha. Đó, đây là lô giảo siêu nụ nha cả nhà, sở siêu nụ tầm trung nha, nụ nè. Quá trời luôn ha. Đây, nụ nè. Đó. Đây nha, cây cành nhánh là tội, còn cái cây này nụ này cả nhà nhìn nè, nó đeo đặc hết trơn luôn á cả nhà. Đó ha, rồi đây, đó là lô giảo siêu nụ nha. Rồi đây, tới đây coi có hoa, đây có một số cây nó có hoa đây cả nhà. Hoa này thì nó nở mấy ngày rồi cho nên nó cũng không còn tươi lắm, nhưng mà em vẫn muốn xem cho mọi người xem nha. Hoa cỡ 4 ngón tay của em nè, màu vàng tươi rất là đẹp, 8 đến 12 cánh nha. Đây đây, bên đây cũng có hoa nè. Đây. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, nó rất là đẹp luôn nha. Rồi cái lô này thì em bán giá 200.000 một cây nha cả nhà. Đó, những cây lùng lực tán tròn do đây. Chiều cao nè, 2 gang tay, 38. Chắc gang của em chắc hơn tấc mấy chứ không tới 2 tấc nha cả nhà. Nó nói cái nào thì bán nó rất là thật ha, bên em nói rất là cụ thể nha. Đó, giá là 200.000 một cây, 4 cây bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Rồi và tiếp tục cái hàng bên đây, một cái hàng hiếm nữa, nó chính là cúc tư long liền cốt nha cả nhà. Cúc tư long hay còn gọi là cúc hồi dương á. Đây, phải nói là lô này cực kỳ đẹp luôn nha. Lâu lâu nó mới có hàng nha cả nhà. Đây, hoa của cúc tư long đây, bông chùm rất là đẹp luôn nè. Cả nhà nhìn nè. Đó, trời ơi coi nè, cánh hoa của nó thì dung trùng luôn nha. Đó, rất là đẹp, màu vàng tươi như thế này nha cả nhà. Đó là cúc tư long nha. Rồi, lô này thì em bán với giá là 300.000 một cây nha. 300.000 một cây cả nhà nhìn nè. Đó, đây, bông nè. Đó. Chiều cao của nó là khoảng 50 nha cả nhà. Cái này nó cao hơn siêu nụ nha. Đó là 300.000 một cây nha. 4 cây bao ship và 10 cây tặng một nha cả nhà. Và có một cái lô nhỏ hơn ở bên đây thì cũng là cúc tư long liền cốt. Cây nó lùn hơn, tán nó chưa xum xuê bằng thì giá là 250 nha. Đó, 250 một cây. Nụ dữ lắm nha cả nhà. Cây nào cũng có nụ rất là nhiều nha.
Số lượng thì chắc được vài trăm cây thôi cả nhà, vài trăm cây thôi. Nếu ai thích thì cứ alo bên vườn mai nhà em nha. Nó cúc tươi long phải nói là hoa của nó tuyệt đỉnh luôn. Mấy cái này về chúng ta cũng có thể lấy bo nha, dành những cái dòng ngoài này chúng ta lấy bo cả nhà, rồi cái phần trong thì chúng ta để chơi tết ha. Đó, rất là nhiều mai bên vườn mai nhà em luôn luôn có chương trình thanh lý ha, rồi giảm giá cho quý khách trong cái mùa dịch. Thì nếu ai thích thì xin hãy alo cho em nha.